Chiều 18 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành thể dục thể thao và phóng viên nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến SEA Games 32. Theo đó, SEA Games 32 chính thức diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia gồm Siem Reap, Prea Sihanouk, Kampot và Kep. SEA Games 32 sẽ đón khoảng 12.404 vận động viên, huấn luyện viên và các thành viên các đoàn thể thao. Sẽ có 3.500 thành viên các đoàn thể thao lưu trú tại làng vận động viên. Trong khi 2.000 thành viên khác thuộc các đoàn thể thao sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao gần các sân vận động. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, tranh tài ở 31 môn với 446 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 90 đến 120 huy chương vàng và xếp trong top 3 chung cuộc. Đội tuyển Điền Kinh có quân số đông nhất đoàn thể thao Việt Nam với 54 vận động viên. Tiếp theo là đội tuyển thể thao điện tử 44 vận động viên. Riêng hai đội tuyển bóng đá nam, nữ sẽ chốt danh sách dự giải trước một ngày khởi tranh. Đây là hai môn mà thành viên đoàn được ở ngoài làng vận động viên tại khách sạn do ban tổ chức nước chủ nhà sắp xếp. Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 19 tháng 4 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đoàn sẽ lên đường sang Campuchia vào sáng ngày 3 tháng 5 với hai điểm xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Hà Việt, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 cho biết, SEA Games 32 sẽ là kỳ đại hội rất khó khăn khi chủ nhà Campuchia cắt giảm nhiều môn, nội dung có trong hệ thống thi đấu của Olympic. Tuy nhiên, ông khẳng định với tinh thần của cộng đồng ASEAN, đây sẽ là cơ hội giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin Thể dục Thể thao ra mắt ứng dụng Thể thao Việt Nam trên hệ điều hành iOS và Android nhằm cung cấp tới người hâm mộ những thông tin nhanh, chính xác, chất lượng về Thể thao Việt Nam cũng như tình hình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.